Kính chào quý vị và các bạn, ngày nay thứ Sáu ngày 11 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Đồng rút tuột dốc, người Việt Nam ở Nga ồ ạt rút về nước. Cuộc sống của người Việt Nam ở Nga hiện chưa bị tác động nhiều trước các lệnh trừng phạt hà khắc của phương Tây. Nhưng những ai làm việc để quy đổi gia đình đô la Mỹ gửi về nhà thì cuộc sống khó khăn hơn trước rất nhiều do đồng rút mất giá. Liên minh châu Âu và Mỹ và nhiều nước trên thế giới đã áp đặt hàng loạt các biện pháp cấm vận rất nặng nề đối với Moscow sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin mở chiến dịch quân sự đặc biệt xâm lăng Ukraine. Người Việt Nam và rất nhiều nơi trên thế giới đã phản đối chiến dịch này. Nga đã bị loại ra khỏi hệ thống chuyển tiền quốc tế SWIFT, bị các nước phương Tây đóng cửa không phận, bị trừng phạt các ngân hàng, các tổ chức và cá nhân. Hàng loạt các công ty, các thương hiệu, các hãng xưởng ở phương Tây cũng đã đóng cửa chi nhánh và sa thải công nhân tại Nga. Hoạt động làm ăn, mua bán, xuất nhập cảng của Nga với các nước phương Tây gần như tê liệt bởi vì các hãng vận chuyển lớn hàng đầu thế giới cũng đình chỉ các giao dịch vận chuyển hàng đến và đi từ nước Nga. Đây là hình ảnh người dân tại thủ đô Moscow, Nga đứng xếp hàng trước ngân hàng chờ rút tiền. Tỷ giá đồng rúp của Nga vào ngày 8 tháng 3 dao động ở mức 128 rúp đổi được 1 đô la Mỹ so với mức 70 rúp trước đây, trước khi chiến tranh nổ ra. Hôm 28 tháng 2, Ngân hàng Trung ương Nga đã phải nâng lãi suất từ 9,5% lên hơn gấp đôi là 20% nhằm ngăn chặn đồng rúp trượt giá, nhưng dường như biện pháp này không có mấy tác dụng. Thu nhập giảm đi mất một nửa. Trao đổi với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, ông Hoàng Xuân Cường, chủ một đại lý bán vé máy bay và làm thị thực ở thủ đô Moscow cho biết, giá vé máy bay ở Nga giờ đã tăng gấp đôi theo đà mất giá của đồng rúp. Chẳng hạn, giá máy bay về Việt Nam lúc trước chỉ có 35.000, bây giờ là 70.000 rúp, mặc dù tính theo giá đô la Mỹ vẫn chỉ là 500 đô la. Những người như kiểu ông nhân viên làm việc bằng đồng rúp gửi về quê thì chắc chắn cuộc sống của họ thay đổi hoàn toàn, ông Cường cho biết. Ông nói, nhiều người Việt Nam lao động tại Nga kiếm tiền gửi về nhà, họ nhận lương bằng đồng rúp, nhưng khi gửi tiền về nước lại quy đổi ra đô la Mỹ. Nếu như tỷ giá cũ là 70 rúp đổi được 1 đô la ấy, thì họ cần 70.000 rúp có được 1.000 đô la, tức là khoảng 23 triệu đồng gửi về Việt Nam. Bây giờ thì họ phải kiếm được từ 120 đến 130.000 rúp thì mới gửi được 23 triệu đồng. Điều đó có nghĩa là lương của họ bị giảm gần một nửa hay họ cần phải làm việc gấp đôi. Do đó, ông cho biết người Việt Nam ở Nga lần này ồ ạt về rất nhiều. Số vé máy bay về Việt Nam ông bán ra tăng gấp đôi so với trước khi khủng hoảng ở Ukraine bùng nổ. Ông nói tiếp, bên này hầu như công nhân Việt Nam làm trong xưởng may rất nhiều. Thứ nhất, họ không có việc làm vì đơn hàng sụt giảm. Thứ hai, thu nhập hiện tại rất ít nên đa số lựa chọn về nước hơn là ở lại, ông Cường cho biết. Đây là hình ảnh bảng tỷ giá hối đoái ngoại tệ sang đồng rúp tại Nga ở Moscow vào hồi tuần trước. Ngoài ra, lệnh trừng phạt của phương Tây cũng làm cho nhiều mặt hàng nhập khẩu trở nên khan hiếm và tăng giá. Cũng theo lời người chủ đại lý về máy bay này, ngay cả hàng nhập khẩu từ Việt Nam hiện cũng khan hiếm. Một là lưu thông hàng hóa hạn chế, hai là đồng đô la tăng giá, ba là dân buôn Việt Nam mình ghim hàng lại đợi đến khi nào giá cả tăng họ mới bán, ông giải thích. Ông cho biết là từ khi các lệnh trừng phạt, khách hàng của ông chỉ có thể dùng tiền mặt để thanh toán, chứ không dùng thẻ tín dụng được nữa. Bản thân ông cũng đã ngưng dùng các loại thẻ. Riêng về cuộc sống của ông và gia đình, ông Cường vốn đã định cư ở Nga được 6 năm cho biết cũng không thay đổi gì vì ông không có nhu cầu gửi tiền về Việt Nam. Tuy nhiên, nếu lệnh trừng phạt của phương Tây kéo dài, ông nói cuộc sống chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Khi được hỏi về thái độ đối với cuộc chiến của ông Putin ở Ukraine, ông Cường nói ông không có ý kiến nhưng nhiều người Việt sống ở Nga lâu năm đều ủng hộ. Và cuộc sống bình thường ra sao? Cũng giống như ông Cường, bà Trần Thương Huyền, nhà sĩ có phòng khám ở thủ đô Moscow nói do công việc của bà khá ổn định nên đến giờ cuộc sống của bà vẫn bình thường. Chỉ có vật giá tăng lên một chút do tỷ giá đô la lên, nhất là đồ ngoại nhập, còn hàng hóa của Nga thì giá cả vẫn bình thường và vẫn có đầy đủ hàng hóa phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của gia đình.
bà cho biết. Riêng một số mặt hàng của phương Tây, chẳng hạn như các thương hiệu thời trang như H&M hay Zara, thì bây giờ ở Nga không mua được nữa, cũng theo lời người nha sĩ này chia sẻ. Đây là hình ảnh Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói châu Âu đang siết chặt trừng phạt Nga. Liên minh châu Âu đưa thêm 146 thượng nghị sĩ và 14 tài phiệt của Nga vào danh sách trừng phạt. Hãng tin AFP dẫn lời các quan chức của châu Âu cho biết các cá nhân Nga bị trừng phạt sẽ bị đóng băng tài sản và bị đưa vào danh sách đen cấm thị thực của khối. Hiện tại tôi có gia đình nhỏ và không có chi tiêu gì lớn thì cơ bản vẫn ổn, bà nói thêm. Chỉ có một số khách hàng của tôi đến phòng khám có kêu ca là buôn bán khó hơn, không hề có sự hoảng loạn gì cả. Bà cho biết mấy ngày đầu sau khi lệnh cấm vận ở Nga có hiệu ứng đám đông đi rút tiền ồ ạt khiến các ngân hàng bơm tiền không kịp dẫn đến hạn mức rút tiền. Sau mấy hôm thì lại bơm đầy tiền thôi, người ta lại đi rút thoải mái, bà nói. Chỉ có thiếu đô la còn lủng lút thì nước Nga có đầy cớ gì không cho rút. Do ảnh hưởng của việc nhiều nước đóng cửa không phận với Nga, bà cũng thừa nhận bây giờ nếu cần đi đâu ra nước ngoài thì khó khăn, nhưng tình hình bây giờ thì cũng chẳng ai muốn đi du lịch cả. Và người Việt vẫn bay về Việt Nam bình thường hay muốn đi những nước khác không đóng cửa không phận thì vẫn bay được, bà nói. Tuy nhiên, bà nói người dân Nga chấp nhận thực tế này vì trong quá khứ đồng rúp của Nga đã từng mất giá đến 100%, từ 30 đến 60 rúp mới đổi được 1 đô la Mỹ, sau đó tiếp tục giảm đến 70 rúp. Về việc trang Facebook hạn chế hoạt động tại Nga, bà nói, cộng đồng Việt Nam ở Nga sử dụng Facebook để liên lạc với cộng đồng với lâu nay hay để quảng cáo buôn bán. Bây giờ Nga bị hạn chế thì cũng ảnh hưởng đến một số quan hệ giao tiếp với nhau. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Thương mại Kina cho biết Mỹ sẽ thực hiện biện pháp trừng phạt đối với tất cả các chính phủ cố phớt lờ quy định chống lại Nga của Mỹ. Nhưng đóng cái này thì người ta sẽ xoay sở tìm công cụ khác như Zalo, Viber hay WhatsApp. Nên bà Huyền nói cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Bà không có ý kiến về cuộc chiến của ông Putin và nói rằng mỗi tổng thống đều có mục đích riêng, nhưng bày tỏ hy vọng mọi thứ trở về quỹ đạo bình yên như trước. Phương Tây đang cắt đứt các dòng chảy tiền tệ giữa Nga và toàn cầu. Bất chấp nỗ lực của Moscow, các lệnh trừng phạt có thể làm tê liệt nền kinh tế lớn thứ 11 của thế giới. Hai tuần trước, các công ty của Nga vẫn hoạt động buôn bán trên khắp nơi trên thế giới và nhận đầu tư từ những quỹ của nước ngoài. Người dân Nga vẫn có thể mua máy tính, MacBook hay xe Toyota ngay trong nước và tự do tiêu đồng rút khi ra ở nước ngoài. Nhưng bây giờ họ đang bị trói tay về tài chính. Ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, một cuộc chiến khác nhằm cô lập nền kinh tế của nước này và đang gây áp lực lên Điện Kremlin cũng bắt đầu. Động thái đầu tiên của các chính phủ phương Tây là trừng phạt hệ thống ngân hàng của Nga. Không dừng lại ở đó, những nhà băng chủ chốt của Nga cũng bị cấm tham gia vào hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, cắt đứt huyết mạch tiền tệ giữa Nga và phần còn lại của thế giới. Visa và Mastercard đã ngừng xử lý các giao dịch mua bán nước ngoài cho hàng triệu công dân Nga. Apple và Google ngừng hỗ trợ thanh toán qua điện thoại, khiến những du khách không dùng tiền mặt bị mắc kẹt tại các ga tàu điện ngầm ở Moscow. Đây là hình ảnh những người lính Ukraine bên chiếc xe tăng T-80 của Nga bị vứt bỏ lại tại Sumy, Ukraine. Theo tờ báo Wall Street Journal, việc phương Tây cô lập kinh tế nơi có nền kinh tế lớn thứ 11 trên thế giới đã gây ra xảy ra trong lịch sử xung đột kinh tế. Trong một thế giới phụ thuộc vào dòng chảy hệ thống tài chính, một vài động thái kết hợp cũng có thể gây tê liệt nền kinh tế lớn. Ngân hàng Trung ương Nga có thể mất khả năng cung cấp thanh khoản ngoại tệ cho các ngân hàng đang bị trừng phạt, làm tăng nguy cơ vỡ nợ do không đáp ứng được nghĩa vụ về ngoại tệ đối với đối tác. Họ cũng sẽ không thể đóng vai trò trung gian cho các ngân hàng trên, cụ thể là thay mặt các ngân hàng thực hiện hoặc nhận các khoản thanh toán của đối tác nước ngoài, vốn là cách để né tránh các lệnh trừng phạt trên lý thuyết. Các lệnh trừng phạt đã phong tỏa khoảng 1.000 tỷ USD tài sản của Nga, quy mô được đánh giá là chưa từng có. Các nhà phân tích dự đoán nền kinh tế Nga sẽ giảm tới ít nhất 20% trong quý này, gần bằng mức ảnh hưởng mà nền kinh tế Anh phải hứng chịu
vào mùa xuân năm 2020 trong thời kỳ đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Kính mời các bạn xem bản tin siêu du thuyền của Putin bị cho là đang nằm vào tầm ngắm. Như các bạn đã biết, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang diễn ra hết sức khốc liệt. Nhiều người đã chết, nhưng nước Nga cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Đây là hình ảnh siêu du thuyền của ông Putin. Nước Ý tiếp tục ra tay cứng rắn. Sau khi tịch thu tài sản của các nhà tài phiệt trị giá 140 triệu euro, các nhà chức trách tại đây hiện đang để mắt đến du thuyền lớn tiếp theo và nó thậm chí được cho là của chính Vladimir Putin, chiếc du thuyền trị giá hàng trăm triệu đô la. Du thuyền Schenker trị giá tới 640 triệu euro là một trong những du thuyền lớn nhất và đắt nhất trên thế giới. Kể từ khi được hạ thủy 2 năm trước, tên của chủ sở hữu đã được giữ bí mật như một bí mật quốc gia. Và nước Nga vẫn thế, đầy rẫy mafia kết hợp với các quan chức cấp cao, lấy tiền của nhà nước. Con tàu là những chiếc con tàu sang trọng nhất thế giới, hai bãi đỗ trực thăng được bao phủ bởi mái vòm, vệ tinh, một bể bơi và với nắp có thể kéo ra biển thành sàn nhảy, một phòng tập thể dục đầy đủ tiện nghi và đồ đạc trong phòng tắm mạ vàng. Đó mới chỉ là một phần nhỏ của tính năng những chiếc du thuyền sang trọng của tỷ phú Nga này. Trong khi đó, nhiều người dân Nga vẫn đang hết sức đói khổ. Đây là hình ảnh chiếc du thuyền rất sang trọng và đắt tiền của tỷ phú Nga Alexei Mironov. Các nhà chức trách tại Ý hiện đang điều tra xem ai có thể là chủ sở hữu của chiếc tàu Schenker đang đậu ở cảng phía bắc Marina ở Tuscany, và sau đó để xác định xem du thuyền có cần phải bị tịch thu hay không. Điều này đã làm cho các tỷ phú Nga run rẩy và ngủ không yên vì họ thường đặt mua và để những chiếc du thuyền tại các nước tư bản. Du thuyền hiện nay đang để ở cảng sửa chữa và được bảo vệ tránh con mắt của những người tò mò và cảnh sát bằng nhiều biện pháp như biển hiệu được che và rào chắn kim loại đã được dựng lên để che một phần. Như tờ báo Daily Mail đưa tin, các công nhân ở xưởng đóng tàu tin chắc rằng con tàu này thuộc về ông chủ Putin, chính là Tổng thống Nga, người chủ sở hữu. Và với mức lương như vậy, ông ta không thể mua được con tàu như vậy. Thì như vậy, chỉ vậy là tham nhũng và ăn hối lộ mà thôi. Đây là hình ảnh du thuyền của Nga đã bị Ý tịch thu. Thuyền trưởng, người Anh của con tàu bày tỏ sự nghi ngờ của mình trên tờ báo New York Times. Ông Kuit nói rằng, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ta, tôi chưa bao giờ gặp ông ta cả. Tuy nhiên, ông không loại trừ việc chiếc du thuyền này thuộc về một người Nga và những bí mật này ngay một bị đưa ra tung lên các phương tiện truyền thông. Đồng thời, Bennett thể đề cập đến một thỏa thuận nghiêm ngặt không tiết lộ thông tin mà ông ta đã ký. Và thứ sáu, thuyền trưởng đã cung cấp các tài liệu của con tàu cho nhà điều tra. Và tiếp theo là những du thuyền của Nga bị tịch thu. Đây là hình ảnh du thuyền trị giá trên 540 triệu euro của tỷ phú Nga vừa bị Đức tịch thu tại cảng Hamburg. Đây là một khu cảng rất lớn nằm ở miền Bắc của nước Đức, nơi có rất nhiều con du thuyền neo đậu. Tuần trước, các nhà chức trách Ý cũng đã tịch thu những du thuyền trị giá tới 140 triệu euro từ các nhà tài phiệt của Nga. Trong số đó có Ladiem bị bắt giữ hôm thứ Sáu tại thành phố cảng Imperia. Giá trị của các con tàu ước tính khoảng 65 triệu euro và thuộc về người Nga Alexei Mironov, cổ đông lớn nhất của Thuy. Doanh nhân này phủ nhận mọi trách nhiệm về cuộc chiến Nga với Ukraine. Ông nói, tôi hoàn toàn không liên quan gì đến những căng thẳng địa chính trị hiện nay và tôi không hiểu tại sao châu Âu lại áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tôi và cuộc chiến cứ thế chấm dứt. Người dân tại Ukraine phải đối mặt hàng ngày, hàng giờ với những nguy hiểm chết chóc. Nhưng các tỷ phú Nga thì họ vẫn sống sung túc trên những con du thuyền của mình. Theo thông tin từ báo chí của Ý, du thuyền Lena của tỷ phú Kennedy cũng đã bị bắt tại San Marino. Con tàu được cho là có giá trị đến 50 triệu euro. Kitchenko là người đồng giám lập công ty kinh doanh nhiên liệu Nga Kunvor. Một bất động sản ở Sandia trị giá khoảng 17 triệu euro cũng thuộc về tỷ phú Nga Alisher Manov cũng đã bị tịch thu. Và danh sách bị tịch thu này ngày một dài ra, chưa biết các chính phủ các nước sẽ xử lý như thế nào với đống tài sản này.
Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi cho quân tấn công xâm lược Ukraine đã bị thế giới trừng phạt dữ dội, khiến nền kinh tế Nga đã bị tê liệt một cách nghiêm trọng và đang đối diện với nguy cơ phá sản cấp nhà nước. Các nhà chức trách của Ý cũng đã thông báo tịch thu số bất động sản tổng giá trị 11 triệu euro được cho là của các cá nhân thân cận với lãnh đạo của Nga.